Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Đến Tên Là Gamer ha. Và tiếp theo vẫn là một video về Terraria và hôm nay đến tập 31 rồi, chúng ta gần tới với những tập cuối cùng. Và sau khi đến hết những tập hướng dẫn thì mình bắt đầu sẽ làm những cái sự thật, những cái thú vị, những cái gọi là ẩn ở trong cái game Terraria, thì hy vọng anh em vẫn tiếp tục ha. Thì mình vẫn làm video Terraria thôi. Rồi, thì video hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái việc làm kế tiếp khi mà mình đã đánh xong con boss cá mập. Thì boss cá mập là một con boss cũng khá là quan trọng đối với game, nhưng mà phần lớn một số anh em chơi game phá đảo không cần đánh nó luôn. Nhưng mà nếu như anh em chọn cái con đường là đánh boss cá mập thì chúng ta sẽ có một quyển sách tên là Razor. Thì sách Razor này rất là xịn, dùng để solo các boss. Và khi anh em đánh xong đó, đánh xong cái con cá rồi thì anh em có thể đánh hai con boss nữa, đó là con boss tùy anh em thôi. Thông thường thì anh em sẽ đánh còn hai con Hatchmoth nữa, đó chính là Lantera và Golem, để làm gì? Để hoàn thành cái nhiệm vụ, hoàn thành cái cốt truyện ha. Thì sau hai con này thì anh em có thể đánh được con pháp sư, sau đó anh em đánh bốn cái cột, sau đó anh em sẽ bắt đầu đánh Moonlord mà coi như là đã phá đảo. Và những anh em sau đó thì có thể làm thêm cái gì đó tùy anh em, có thể là chế Zenith, có thể là solo Embrace apply ban ngày ban đêm gì đó, đó là tùy anh em ha. Ha. Đó tùy anh em. Rồi, thì chúng ta trở lại với video thôi. Thì sau khi mà chúng ta đã đánh xong con bố cá mập thì có hai lựa chọn, một là anh em dùng dùng súng súng cá mập của bắp này, hoặc là cái sách này Razor này, thì anh em có thể cho nó lên là Mythical. Thì Mythical nó sẽ có 16% đam, 10 speed, 5 Ritual, 15 mana cost và 15% knockback. Thì đó là đồ mạnh nhất của pháp sư ở thời gian hiện tại rồi. Ngoài ra anh em có thể build một số đồ, ví dụ như là emblem này, đồ búp pháp sư này, áo choàng pháp sư này, áo choàng này có thể hồi mana này, giày này, cục hồi mana này ha, cục thêm đam này, cánh. Rồi thì chúng ta bắt đầu có thể dùng để solo boss được rồi. Rồi sau khi anh em đánh xong Lantera và Golem thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện mới. Sự kiện đó chúng ta sẽ gặp như thế này, chúng ta sẽ gặp bốn cái ông mà cuồng giáo thế này, ông sẽ ngồi tụng kinh ở đây các kiểu thứ này ha. Mình sẽ tắt lên cho anh em nhìn dễ đẹp. Đó đó đó, thì bốn thanh niên này sẽ bắt đầu cuồng một thanh niên nào đó, cuồng Moonlord ha. Thì mình sẽ đánh nó, mình sẽ đánh bốn con này thì nó sẽ triệu hồi một con boss. Thì con boss này tên là Lucatic. Thì con boss này là một con boss rất là khó, không phải là đơn giản đâu, và khi mà anh em qua XP thì nó còn khó ác nữa. Thì con boss này thì anh em vẫn có thể xây tường xây đồ để đánh ha, còn không thì anh em sẽ tập né kill. Kill thì anh em nó cũng không quá khó đâu, khi mà anh em đã có cái tàu này thì anh em không có khó lắm đâu ha. Ok, bot này nó chết ở đâu ta, nó bay xa quá mình không có để ý. Đây thì nó sẽ rớt cái này anh em ạ. À, quên mất cái này rất là quan trọng ha. Rồi mình sẽ về nhà thôi, tạm thời để mình đánh Lebula trước thôi, sau đó mình về nhà. Đây là thứ mà chúng ta sẽ có được khi mà chúng ta giết cái con đó, thì nó tên là Ascend Manipulator, là một cái máy của một cái con bot Lucatic. Thì Lucatic này nó sẽ chế được những cái đồ liên quan tới rắp mình, hoặc là chế được đồ cuối. Thì nó chỉ cho cái bàn thôi. Rồi ok, sau khi anh em đánh xong á thì anh em sẽ bắt đầu triệu hồi bốn cái cây cột. Thì bốn cái cây cột này là bốn cái cột mà chúng ta bắt buộc phải làm khi mà chúng ta qua trên sau khi đánh xong Lucatic ha. Thì đây là bốn cái cột của chúng ta. Cái cột đầu tiên có tên là Stardust. Thì Stardust này nó sẽ ra một cái Stardust rắp mình. Thì Stardust rắp mình này nó sẽ cho anh em một cái bộ giáp của Summon. Thì anh em hoặc là hai cái là bộ khí của Summon nhá, mới vô cái ráp mình này thì mình chưa thể chế được giáp, mà chỉ chế được là chế được cái gọi là cái bộ khí của Summon thôi. Có hai loại, một loại là gọi cái con rồng, hai là cái loại gọi ra một cái phép. Nói chung là cũng bình thường thôi. Rồi con kế tiếp á, con kế tiếp là con Vortex. Thì Vortex này là chế súng của xạ thủ ha, súng của xạ thủ. Rồi con kế tiếp là con Sola. Thì Sola là chế độ của tăng cơ, vũ khí của tăng cơ. Sola là đồ tăng cơ, đồ melee á. Rồi kế tiếp một con nữa đó chính là con Nebula. Thì thông thường nếu anh em chơi phép thì anh em sẽ giết con Nebula trước, sau đó anh em sẽ lấy cái rắp mình á, thì anh em sẽ quay lại anh em bắt đầu gọi là lấy cái rắp mình để anh em có thể chế vũ khí phép nếu anh em muốn. Rồi sau khi anh em đánh xong anh em sẽ được cái Nebula này, đó cái Nebula này. Thì Nebula là một cái thứ rất là cần thiết đối với anh em nào mà xài phép. Đó, xài phép ha. Thông thường thì nó sẽ rơi được tầm 3, 4, 5, 50 cái gì đó. Đấy, thì anh em có thể xem đây này, mình sẽ chế được một cái Nebula này dùng để biến cái nhà thành Nebula. Thì nó khá là nhức đầu, tùy anh em muốn chơi, xài mà chơi. Còn anh em có thể tạo nắm đấm vô cực, hoặc
hoặc là cái Arakum là hết 18 cái. Cái này thì cũng hết 18 cái nên chắc mình sẽ chế hai cái cho anh em xem ha. Đây, mình sẽ chế thêm một cái này để cho anh em xem. Review thôi, review nhanh thôi. Đây, hai cái như sau, một cái là trưởng ra cái này, một cái là nó trưởng cho nắm đấm, thì thông thường anh em sử dụng nắm đấm thì nó sẽ solo boss boss Mulot ngon hơn ha. Ok chưa? Rồi. Có một cái mẹo khi mà chơi á thì anh em không nhất thiết là anh em phải đánh hết bốn con rồi đâu. Khi mà anh em chưa muốn đánh boss thì anh em không cần phải đánh hết đâu. Anh em chỉ cần đánh những con nào cần, hoặc là anh em đánh ba con anh em chừa là một con, để khi nào mà anh em nghĩ rằng anh em có thể solo boss Mulot rồi thì anh em có thể đánh tiếp, còn không thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh hết luôn ha. Đây, đây là Stardust. Thì thông thường nếu anh em chơi summon thì anh em đánh summon, đánh Stardust trước cũng được, còn không thì anh em đánh thứ hai thôi, anh em chơi hệ chính trước. Rồi tí nữa mình sẽ cho ý anh em một cái mẹo cơ bản để chơi cái mình tăng đam cho mình, cho bản thân mình ha, tăng đam cho bản thân mình khi mà mình không chơi summon, mình tự tạo lợi thế cho mình thôi. Trước mắt thì mình sẽ đánh nhanh qua cái này đã. Ok, sau khi chúng ta đánh xong con ta đớt thì chúng ta bắt đầu lượm những cái rắp mình của ta đớt nhé. Số lượng rắp mình của ta đớt mà mình sẽ chỉ anh em một cái mẹo cơ bản thôi, thì chắc anh em cũng biết rồi. Nhưng mà một số anh em chưa biết thì anh em có thể chú ý mình sẽ hướng dẫn một cái cơ bản rất là thú vị về game này. Khi mà mình chắc chắn là mình sẽ không gây được rất nhiều đam đâu, nhưng mà nó sẽ gây nhiều đam hơn đối với vũ khí chính. Có nghĩa là mình gây thêm một lượng đam nữa ha, thay vì anh em đang dùng được phép đúng không? Thì anh em tiếp tục dùng cái Stardust này. Stardust này chính là có hai loại, một là cái Cell Tap, một cái sai cái là Cell Tap. Thì Cell Tap này nó triệu hồi ra mỗi con này thì nó không được OP lắm, nó cũng bình thường thôi, nhưng mà mình không nên xài. Mình sẽ hủy cái Stardust này đi, mình sẽ chế cái này nè, mình sẽ chế con rồng nè. Mặc dù chúng ta sẽ không có nhiều cái lợi cái sức mạnh về summon đâu, ví dụ như anh em nhìn nè, đây thì nó vẫn sẽ giúp anh em gây được một lượng đam nhất định, đặc biệt là khi anh em đã chế một cái món đồ có tên là Angry Emblem này, thì nó là có 12% Interest Dam này. Interest Dam thì nó sẽ cộng tất cả những đam khác, thì con này cũng vô tình được cộng 12% đam luôn. Tuy là nó sẽ không dài như anh em chơi summon, nhưng mà vẫn là một lợi thế cho anh em chơi ha. Rồi sau đó thì anh em sẽ giết những hệ phụ, ví dụ như đánh Stardust làm súng và đánh Sola làm kiếm. Thì mình hai cái này không quan trọng lắm, nó vẫn sẽ chế tạo như bên kia thôi, thì mình sẽ skip qua hai cái này nhé. Ok, sau khi mà anh em đã giết xong bốn cái trụ thì chúng ta sẽ triệu hồi con Mulot tới. Và nên nhớ nhé, mình đã khuyên anh em rồi, nếu như anh em không tự tin thì anh em chỉ trừ là một cái trụ thôi ha. Còn nếu như anh em tự tin rồi có thể đánh Mulot thì anh em có thể gọi luôn. Thì Mulot mỗi cấp độ nó đều mạnh khác nhau và máu nó rất là trâu, nên là khi anh em đánh thì cũng chịu khó một chút. Đây là một con boss rất là khó, và thật sự mà nói thì từ bảng 1.4 trở lên thì không nhiều cách để có thể mẹo chơi nó đâu. Anh em chỉ có đánh nó một cách bình thường thôi, cố gắng né nhiều chiêu nhất có thể. Và khi chơi solo thì nó thật lòng là nó hơi khó khăn ha. Khi mà chúng ta chỉ cần chết thì chúng ta sẽ phải chơi lại từ đầu. Nhưng mà đây là một lựa chọn khá tốt khi mà anh em sẽ đánh boss. Nếu anh em chơi Sunranger thì anh em dùng súng dí ha. Dùng súng dí. Rồi. Nó chuẩn bị tới thì màn hình nó sẽ chớp như vậy nè. Đó, khi nó tới. Thì con này thì rất tốt khi mà anh em dùng một cái đồ đĩa bay và đam rất là to. Chịu thôi. Bây giờ thì mình nói thật lòng thì nếu mà anh em kêu mình hướng dẫn làm sao đánh con Mulot thì mình cũng không biết cách nào cả, mình chỉ biết cách chuẩn bị đồ thôi để anh em đánh thôi, chứ con này thường là không quá mẹo. 1.3 thì nó có một số cái bug để solo boss, nhưng mà từ 1.4 thì mình nghĩ anh em cứ phải tập né kêu các kiểu thôi ha. Hiện tại thì mình đang ở chế độ gọi là bất tử, nhưng mà mình nghĩ là anh em sẽ tập đánh được nó thôi. Nhưng mà đây là một cái vũ khí mà khá là tốt. Anh em ráng né cái này nhé, ráng né cái chiêu mắt đó nhé. Thì cái chiêu mắt đó, một là anh em dùng cái đát, hoặc là anh em dùng một cái gì đó, anh em quay ngược vào phía này. Đó, anh em phải né ngược qua, hoặc là anh em bay cao hơn một chút thì anh em sẽ né được nó. Chứ còn thực sự thì nó không có nhiều cách đâu. Ngày xưa thì nó có thể chặn được một số chiêu thức, ví dụ như là tia laser hoặc là một số con mắt, nhưng mà bây giờ thì con mắt nó đi xuyên tường rồi. Hoặc là anh em cũng có thể sử dụng cái con y tá ở gần á. Con y tá gần gần để anh em có thể gọi là hồi máu ha. Hồi máu lúc mà gặp khó khăn, anh em tele và anh em hồi máu và chạy thật nhanh. Nhưng mà bên đích bét thì con bot nó cũng ẹt cái là chết của y tá thôi, nên phải cẩn thận. Làm sao nó giấu của y tá khéo một chút, anh em nhanh tay tí, hồi máu nó chạy đi là được.
Ok, thì sau khi anh em giết Moonlord thì anh em sẽ được một số đồ rất là giá trị. Tuy nhiên là mình đánh giá là không cao lắm, tại vì cái game này nó có một cái rất là vô lý, khi mà chúng ta giết được boss cuối thì nó sẽ cho anh em rất là nhiều đồ ngon. Kiểu như là mod cũng vậy, tự nhiên cái mình đánh xong boss cuối cái nó lại cho mình một đống đồ ngon, mà trong khi lúc đó thì mình cũng hết mục tiêu rồi á. Nên là nó cũng hơi hơi kỳ kỳ. Hơi kỳ kỳ nhưng mà chịu thôi. Cái kiểu game này là setup như vậy rồi ha. Thì mình cũng không nói sao được. Sau đây thì đánh xong con này thì anh em có thể đánh nốt những con boss còn lại trong trong game, hoặc là anh em có thể có một thử thách cao hơn, đó chính là con Emret Apply ban ngày. Bây giờ mình sẽ đi ra xa một chút ha, mình sẽ cho anh em xem Emret Apply ban ngày. Ví dụ như đây, mình bỏ cái chế độ bất tử đi ha, và mình gọi con boss Emret Apply ban ngày ha. Đây. Đấy, như anh em thấy, đây là cái thử thách lớn nhất trong game, đó chính là Emret Apply ban ngày. Chỉ cần one hit là nó sẽ giết anh em, bất kỳ anh em xài giáp gì, cho dù anh em là tăng cơ trừ cái God Mode ra thì anh em chỉ một ọt là chết. Đó, đó là một thử thách rất là lớn. Thì anh em có thể tìm nó trên YouTube ha. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em các video sau nhé.